Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ quay cái bài chuột Barbie cho các bạn xem nha. Đây là cái bài chuột Barbie mới của mình. Cái bài này thì nó cỡ khoảng 2 tuần tuổi nha các bạn. Và hiện tại thì nó đã biết ăn, biết uống đầy đủ hết rồi. Đây, đó. Cái con chấn sọc này thì nó đẻ 2 lần rồi nha. Hôm trước nó đẻ được một bầy có vàng chanh rồi đó. Đó, mình có quay một cái video bầy hamster siêu phẩm đó cho các bạn xem, thì cũng là con này luôn. Và kỳ này nó đẻ thêm một lần nữa. Và cái con chuột chấn sọc cái này của mình thì mình thấy nó chăm con rất là tốt. Đó, kỳ rồi nó đẻ một bầy, kỳ này đẻ một bầy mà nó chăm sống hết tất cả luôn. Đó, không có con nào chết hết. Còn bên này thì mấy con lớn hơn tí, mấy con này thì khoảng một tháng rưỡi tuổi nha. Đây, có một con vàng chanh này thì chị khách của mình mới đem qua. Đó, chị khách mình còn một bé đem qua cho mình bán nha. Bé này là bé đực. Để mình xem, nếu như mà khách đặt rồi thì mình sẽ bán cho khách nào đặt trước cho các bạn. Đó, bé đó thì bé đực vàng chanh nhưng mà mắt màu đỏ nha các bạn. Còn bạn có mắt màu đen. Đây là chén ăn nè. Đấy, mình sẽ để cho chén ăn vô. Con chuột cái trắng sọc bên này thì nó khá là hung các bạn. Nó đẻ con rất là hung nha. Và sau khi nó chăm con rồi thì nó hiền lại bớt. Còn lúc mà đang nuôi con á, chẳng hạn như bây giờ nó rất là hung. Đó, thì cái bầy nó chỉ đẻ đúng hai màu nha các bạn, màu trắng sọc mắt đen với lại màu sóc. Sóc thì auto nó là mắt đen rồi. Đó, nó nuôi con rất là tốt luôn. Đó, đẻ con rồi nuôi con lên rất là mập mạp nha các bạn. Cái bầy này chắc có khoảng 2 tuần nữa, khoảng 1 đến 2 tuần nữa lớn lớn một tí thì mình mới bán nha. Còn hiện tại thì mình sẽ bán bầy nhỏ này. Đó, như bạn nào mà ở gần khu vực Trà Vinh á, hoặc là ở Bến Tre chẳng hạn, đó, muốn mua hàng, mua chuột thì có thể liên hệ cho mình sẽ sắp xếp. Và nếu được thì mình sẽ gửi tận nhà, còn không thì mình sẽ gửi xe. Đây, bên này thì mình còn hai bé trà sữa cái với lại một con trắng sọc vàng, một con vàng chanh đực nha các bạn. Và có nhiều bạn hỏi mình là tại sao chuột sinh ra rồi nó không nuôi con mà nó chết rồi đó. Thì trong cái video hôm trước thì mình cũng đã nói rồi đó, nếu như mà nó không biết, nó không nuôi con là do nó đẻ lần đầu. Đa số là những bạn mà bị chuột, mấy con chuột mẹ nó không nuôi con á, là do nó đẻ lần đầu cho nên là nó không biết nuôi con, cho nên là nó bỏ con nó chết luôn. Hoặc là những nguyên nhân khác, ví dụ như là nó bị stress, hoặc là chỗ ở của nó sao, hoặc là nó thiếu dinh dưỡng gì đó. Rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến nó việc nó không nuôi con. Quan trọng là các bạn nuôi con chuột đó, các bạn phải cho nó thoải mái một tí. Con chuột mà các bạn muốn cho nó sinh sản á, phải cho nó thoải mái, cho nó ăn uống đầy đủ thì cái tỷ lệ nuôi con nó sẽ rất là tốt. Ví dụ như mấy con chuột này, mình cho nó ăn rất là đầy đủ và nó nuôi con rất là đẹp luôn. Đặc biệt ở đây mình có một con chuột màu rất là lạ nha. Đây, con chuột này thì mình mượn của chị khách quay thôi chứ mình không có bán nha các bạn. Chị khách cho mình mượn vài hôm để quay thôi. Thì phía dưới mình của nó là cái màu nó như màu sóc nha các bạn. Đó, màu nó đen đen, có một cái sọc giữa như thế này. Còn ở trên đầu của nó thì lại có, ở phần giữa cổ các bạn thì lại màu trắng. Còn ở trên cái phần mặt của nó thì lại có màu đen, mắt đen. Đấy, cái màu này thì mình thấy khá là lạ. Dạng như lâu lâu có một con, hai con màu nó lai ra như vậy nha các bạn, chứ không phải có nhiều nha. Đó, giờ mình nuôi rất là nhiều chuột rồi và mình thấy cái bé này lần đầu tiên màu nó lại như thế này. Nó giống giống như trắng sọc mà dạng như nó lai màu sóc một tí các bạn. Đó, bé này là bé đực luôn, mình mượn của chị khách quay đỡ thôi. Hình như bé này chị khách để lại nuôi nha các bạn, chứ không có bán nha. Các bạn đừng có nhắn tin hỏi mình bán hay không nha. Đó, mình bán con vàng chanh với lại hai bé trà sữa cái nha. Đây, đó là ba con này thôi. Còn cho con trắng sọc đó mình nuôi dùm chị khách vài hôm thôi các bạn. Và có nhiều bạn hỏi mình đó là tại sao thấy mình video đi gửi chuột của đó mà không gửi chuột cho các bạn. Thì á, những bạn nào mà ở gần, ở khu vực Trà Vinh của mình, ở các huyện, hoặc là các bạn ở bên Bến Tre gần gần, mình đi xe khoảng 1 tiếng hoặc là 1 tiếng rưỡi trở xuống, mình đi được, mình gửi được thì mình sẽ chạy xe mình gửi. Còn không thì những bạn nào ở xa thì nhắn tin cho mình thì mình sẽ hỏi nhà bạn ở đâu. Đó, nếu như mà mình gửi xe được thì mình sẽ gửi, còn không thì mình bó tay. Đó, tại vì có nhiều bạn á, mình hỏi các bạn là ra xe nhận được hay là không, thì các bạn nói không ra xe nhận được thì nói chung là mình bó tay, mình không gửi được. Với lại các bạn nó xa quá thì mình không có chạy xe đi gửi được. Có nhiều bạn ở tận Cà Mau lận, cho nên là mình không bao giờ mình đi xe gửi được nha. Đó, các bạn lưu ý giùm mình, có gì thì các bạn cứ liên hệ qua Facebook hoặc là Zalo của mình. Đường link mình sẽ để ở dưới phần mô tả thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho các bạn ở phần tin nhắn nha.
Đấy, còn về giá cả chuột của đó thì nó sẽ cập nhật theo từng thời điểm khác nhau, giá cả nó sẽ lên xuống, nó không có ổn định. Vì thế là các bạn cần mua chuột thì có thể inbox riêng cho mình vào tin nhắn hoặc là vào Facebook hoặc là Zalo nha. Đấy, ví dụ như cái bầy này á, thì sắp tới khoảng 2 tuần nữa nó lớn được thì mình sẽ có cái giá chi tiết hơn cho các bạn. Còn hiện tại thì mình bán hai con trà sữa với lại con vằn chanh này, các bạn nào cần mua thì inbox cho mình. Đấy. À, có nhiều bạn hỏi kêu mình gửi shipper nữa thì ở đây mình nói luôn là shipper thì người ta chỉ nhận hàng hóa thôi chứ không có nhận chuột hoặc là vật sống nha các bạn. Gửi shipper thì chỉ gửi bằng hàng hóa thôi, còn những bạn ở xa mà gửi chuột đó là mình phải gửi xe đò hoặc là xe khách và các bạn phải ra nhà xe lấy được thì mình mới gửi được nha. Rồi và thêm một câu hỏi của các bạn nữa là các bạn thấy cái lỗ tai của con chuột của bạn nó có màu đỏ, nó có cái đường chỉ màu đỏ thì có nhiều bạn không biết là hỏi mình là nó có bị bệnh hoặc là bị gì không. Thì thật ra cái đường chỉ là cái mạch máu của nó nha các bạn. Tuy nhiên cái lỗ tai của nó thì cái da nó rất là mỏng, mỏng hơn cái tờ giấy luôn, cho nên là các bạn sẽ nhìn được cái mạch máu hay cái lỗ tai của nó. Ví dụ như con này nó bị, nó có một bên cái vành tai của nó mình nhìn thấy rõ cái vành, cái mạch máu màu đỏ nè đó, bạn thấy không đó. Thì cái này là bình thường thôi nha các bạn, chứ không bị gì hết, do là cái phần tai của nó, da nó mỏng quá cho nên là các bạn nhìn thấy được cái mạch máu các bạn của nó thôi. Cũng giống như mình thôi, bạn nào mà da mỏng quá thì sẽ nhìn được cái mạch máu ở dưới da đó, đơn giản vậy thôi. Chứ chuột nó khỏe mạnh bình thường thì nuôi bình thường không bị gì hết nha các bạn. Rồi video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha. Trời hiện tại cũng đang mưa rồi các bạn, có thể nó ồn tí các bạn thông cảm. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.